Và thưa quý vị, và bây giờ chúng ta lại đến phần thể hiện của chị Hiền Như Cám với một người bạn qua một ca khúc được mang tên Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Xin mời chị. Người con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà líu lo như đàn chim trời mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ. Anh đây như mây bên tôi đầy thơ, xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ dòng của nàng ấy quá, mà sao nàng xinh quá, màu xanh đêm đỏ nhảy nhót trong mắt em. Chân đi bên em mà chẳng nói được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Chờ của mình vui quá, mà sao chàng ấy quá, đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui. Chân đi bên em mà chẳng nói được gì, trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Mặt trời lặn sau vách núi, chờ chiều em đã vắng, chia tay lòng còn vẫn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại dần dần mơ ấy, trên con đường một núi cao bóng nàng xa mờ. Trên con đường một núi cao bóng người mơ xa. Hay quá. Xả chết hết đi.